Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình. Mình là anh Túc đây. Thì ai chưa đăng ký kênh mình cho mình xin một nút like cũng như một nút đăng ký để không bỏ lỡ những cái video mới nhất từ mình, được chưa? Thì đến video hôm nay thì mình lại hướng dẫn cho các bạn nhận 1.000 Wundog, được chưa? Thì cái dự án này, dự án yêu cầu bạn phải có Telegram và TikTok, được chưa? Thì các bạn có thể kích vào đường link dưới phần mô tả, mình có để đường link để các bạn làm, được chưa? Khi các bạn kích vào đường link thì ra giao diện như vậy, thì các bạn có thể ấn vào Start cho mình, được chưa? Start. Rồi ok. Thì nó bắt các bạn nhập captcha thì các bạn ấn vào đây để nhập captcha cho mình, được chưa? Rồi nó chuyển sang bạn đến một cái captcha mà đây. Rồi các bạn sẽ ấn vào đây tôi không phải người máy. Thì có những dự án nào thì các bạn cứ làm đi, dự án ngon thì các bạn cứ làm này. Đâu là chuyến tàu nhỉ? Mình chỉ tích vào đây. Rồi khi mà bạn nhập captcha xong thì các bạn ấn vào submit cho mình nha, ấn vào phần dưới này. Đấy, do mình hướng dẫn trên điện thoại nên là khó nhìn thì các bạn thông cảm. Được rồi, khi submit nó có ấn phân tích cho mình để thoát ra, được chưa? Rồi, các bạn check mình, check này. Rồi, yêu cầu nó bắt các bạn join Telegram và group của nó, được chưa? Channel của nó. Rồi, các bạn ấn vào join cho mình, ấn vào join. Rồi, các bạn lại ấn thoát ra. Các bạn join tiếp group cho mình. Đấy, làm những cái nhiệm vụ Iron là làm, nếu mà các bạn biết thì làm nhanh lắm. Được chưa? Rồi, các bạn lại thoát ra. Rồi. Nó bảo các bạn là follow Twitter và retweet gọi là tặng tăng 3 người bạn vào, được chưa? Thì đơn giản không có gì đâu, được chưa? Thì các bạn ấn vào retweet. Rồi. Với một ứng dụng tưởng rồi nó ra cái giao diện như vậy thì mình ấn vào theo dõi đấy, follow cho nó, được chưa? Rồi các bạn kéo xuống cho mình, được chưa? Rồi các bạn cho nó phát tim rồi, được rồi. Rồi các bạn ấn vào retweet, được chưa? Trích dân. Rồi các bạn sẽ thêm 3 người bạn vào, mình thêm bất kỳ cũng được, đánh phát a còng vào cho mình, được chưa? Đây đục này, dụ a còng hơn nữa này, xem ông nào lang thang đây cho gắn gắn một đây cùng tay tòm lớn mình gắn bừa vào, được chưa? Đâu này đây. Rồi sau các bạn ấn vào tít tư lại cho mình, được chưa? Rồi các bạn xem cho mình đó, cho nó phát tim cho nó rực rỡ, được chưa? Rồi các bạn sẽ thoát ra cho mình. À đâu, các bạn sẽ đây, các bạn sẽ ấn tích vào đây cho mình, tích vào đây cho mình. Đấy, để thoát ra. Rồi các bạn thoát ra xem nó yêu cầu cái gì nữa. Retweet. Rồi. Khi các bạn retweet và tăng 3 người bạn xong để retweet xong ấy thì các bạn ấn vào submit cho mình, được chưa? Rồi. Nó bắt các bạn nhập Gmail của các bạn vào. Đó, thì bây giờ mình sẽ nhập Gmail của bạn mình. Nên làm nhiệm vụ rod này làm nhanh lắm. Các bạn để ý nhá. Rồi các bạn sẽ khi các bạn nhập Gmail của bạn vào, các bạn sẽ gửi đi cho mình. Rồi, kết thúc một ok. Thì nó bắt các bạn nhập vào cái tên của Telegram của các bạn thì các bạn sẽ thoát ra vào Telegram. Rồi. Đây ví dụ tên Telegram của mình đây, mình ấn phần group để cho nó. Đó. Thì đây đây là tên tên gang của mình, anh Túc 94 đây. Đấy. Rồi khi các bạn ấy tên tên gang của các bạn xong thì các bạn sẽ viết vào đây cho mình. Đó. Rồi bạn gửi đi. Rồi, đó, lại bắt các bạn nhập tên của TikTok nữa. Được chưa? Đó thì các bạn vào TikTok cho mình. Đó thì các bạn sẽ đây, cái tên này là tên các bạn sẽ lấy để các bạn ra vào. 83853331, được chưa? Tám ba tám năm, tám ba tám năm, ba ba một, ba con số ba một con một. Rồi các bạn sẽ ấn gửi đi cho mình. Rồi thì bước này nó bắt các bạn nhập địa chỉ BSC
thì ở trên Binance Smart Chain được chưa? Thì các bạn quay sang ví trước, lấy địa chỉ ETH cho mình được chưa? Thằng ETH được rồi, lôi ra moi nó lên đi, lâu vàng thật. Smart Chain đâu đây, lấy địa chỉ thằng Ethereum, các bạn sắp chat mình rồi, bạn quay trở về thằng Telegram đó, các bạn sẽ dán vào đây cho mình, ấn cổ nó xuống chứ gửi đi. Ok, các bạn ấn vào start tick cho mình được chưa? Để xem được cộng không. Ok, vậy là airdrop Binance mình được 1.000 ấy nha, Grok nha, Grok đấy, mình nhận được 1.000 Grok. Thì các bạn cứ làm đi, kéo airdrop làm nhanh lắm đấy, mình bạn nhìn đấy, chưa làm mấy phút rồi được, được chưa? Cứ làm đi, lúc nào đăng ký cho kênh mình thì lúc nào nó lên thì mình sẽ thông báo. Ok chưa? Bây giờ